Đây là một tuyến đường mình làm cho 63 km với 3 kg khoai mì, làm bánh khoai mì cho chùa nha. Mà sư phụ nãy cơ lại là nữa thì thẳng bên. Hôm nay mình làm mình nướng khoai cho chùa nhiều lắm cho nên cái số lượng mình không có canh nha cả nhà. Mình chỉ làm theo cái công lượng của mình thì mình cân sẵn rồi. Mình cho đường vào. Tinh bột khoai mì. Tính sao vào giao IP rơ sợi mà tính sao cho giao cái này dùng cái xong thấy không? Đúng không? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Sau khi mình chọn đường và sự nước cốt dừa vào xong rồi mình cho vào sửng để mình nướng nha. Mình nướng lần hai sửng á cả nhà ha. Tại vì lò bự mình nướng lần hai sửng. À, tới cái khâu mình chuẩn bị mình nếp mình ngâm hồi đêm qua rồi bây giờ mình rút nếp cho sạch khô bắt đầu mình trộn cái trái đất vào để mình nấu sôi đất như thế nào ha. Nó cái đó không có sao. Rồi chỉ cho là con lại lần sau đừng để tụ đã. Sao cái này con nước gì ta? Đổ cái gì? Không đủ của không cũng nhà nữa kìa. Cái này nếu giờ chạm giờ muốn muốn chưa dùng ở bên ngoài nên là chưa tinh bột cất cho cô sư phụ của chùa cô lấy cô nấu với nước rồi cho nên nó bị đỏ cái màu nó không nên đẹp buộc mình phải lấy mấy trái đất nguyên chất á mình đem mình trộn vô để mình nấu cho nó có màu đẹp như cái này ha. Mà
mình hấp vô cũng được nữa. Hột hấp vô luôn rồi mình lấy ra. Gớt là mình phải nhồi với mình trộn với mình cho chút rượu cho mình bóp nó ra thì cái gớt nó lên màu mới đẹp. Mà bây giờ chùa người ta không có sử dụng rượu cho nên mất bột mình để nguyên chất thì mình trộn vô nước luôn cho nó có cái màu. Nhưng mà để vô rượu thì cái màu gớt nó lên đẹp hơn như thế nè. Xong rồi ạ. À, xong rồi sơ gấp. Sắp rồi. Để chuẩn bị mình đi bắt lửa nước lên mình hấp nha cả nhà ha. Đây là món sơ gấp. Rồi chuẩn bị 5 giờ sáng rồi. Hồi là có nay có tất đen pháp hội chùa. Cho nên làm rất là đông đảo. Mình thời gian mình đi hấp to thì mình để đó là mình cho lửa đó mình hấp và mình bước qua cái khâu tiếp tục mình nấu cái nồi lửa khoảng tháng rồi đó nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xem cái hình xoay mình chính chưa để mình đem xoay ra nha cái này. Công việc gì á, chùa đông mình chuẩn bị nấu cho nhanh để còn để bếp cho người khác nấu. Công thức mình xin chia sẻ sau nha cái nhà. Đây là món sơ gất mình đã hoàn thành, cũng rất là dễ nấu nha cái nhà, không gì khó chứ. Nếu là cái dịp khác mình xin chia sẻ công thức cho cái nhà, cách nấu của mình như thế nào nha. Rồi món bánh và mì mình cũng ra lò xong rồi cả nhà ơi. Đây là mấy xưởng bánh khoai mì của mình đây. Tại vì lò nó nướng không đều cho nên nó không có mặt lửa, nó không đều cho nên nó chỗ vàng chỗ hơi trắng nha cả nhà. Thông cảm thì tùy theo cái lò. Tại mình nướng tới 2 xưởng. Đi lại nhà chị Mỹ á, không biết chị Mỹ mà làm vô cơm hộp á, từ thiện gần đây nè, chạy hả? Câu hỏi à, đi phát cho mấy người đi, chiều đi làm luôn cho công đức nó trọn vẹn ha. Chị Mỹ mở Phật đường đó, ngày mai nè, mai tôi có mặt làm nè, cái thấy xong nó mở ngày này. Con hả? Chị Thu hả? Thì Thu tuần nào cũng làm ha. Hồi nó cũng lên đi. Món sơ gấp mình trang trí đã xong rồi cả nhà. Cái nhà có cái khuôn này cũng dễ làm đó nhà. Chắc cứ làm gì mình làm bông đó để mình trang trí cho nó. Chùa thì trong người đại người ta cũng làm rất là cúng dường đó cả nhà. Thì mỗi người mỗi món, có ai nhận món nào thì nấu món đó, làm món đó để mà cúng dường. Khi mà để là có hội đông đó, mấy trăm người cho nên mà phải là có mỗi người không, mỗi người không rất là vui nha cả nhà. Tới khâu mình sắp khoai mì, mình mỗi người mỗi ý. Mình thì muốn sắp theo cái kiểu cho nó nhỏ nó đẹp, còn người thì nó thích bự, thì theo cái ổ bánh, cái ổ bánh nó dày thì mình phải sắp khác, còn ổ bánh nhỏ thì mình thấy mỏng thì mình sắp khác. Cái vấn đề tại cái kia là qua để cái hai cái sừng để đỡ đi nha, nước đẹp ghê. Tám chuyện chờ cái này sắp dĩa đi, giờ cái này sắp mềm sắp dĩa đi. Bây giờ cái này có dài có ngắn sao đây không biết nữa. Không, bây giờ em nói rồi.
Máy gì chụp ảnh rất đẹp nhá. Nào. Giao đi, giao tập đi. Thay mì luôn đi. Thay mì rất là ngon luôn. Đây, bánh thay mì. Bảy không lên được. Chào cả nhà, chào cả nhà. Cô Phật tử cô làm cái món rau câu sen thủy theo nhà làm bông rất là đẹp. Cô này là cũng dạy nghề ở bên nhà bông người ta. Chị em biết cách làm đó. Ở đây là món bánh thọ, bánh kem làm bánh trái thọ, bánh thọ đó cả nhà. Sinh nhật con nóng hỏi rồi con nên nóng hỏi là nóng hỏi là nóng hỏi sinh nhật của dân chủ rất đi 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 dắt con theo tốt mà cho nó lại Phật chị ở đây à? Như đây tụi nó là quen gì hết trơn á. Hồi xưa mấy năm trước rất là nhiều. Đây là chị em Phật tử của Việt Nam mình đến chùa tham dự rất nổi đi. Và cái nhà cùng tìm hiểu về cuộc sống chị em ở Đài Loan nhé. Lên chùa mới gặp. Thì lại xếp hàng đi, đón viện càng à, viện trưởng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
印尼的这种安稳，好不好？那个要属的，为他以他的名义就捐献了一辆的修车，这钱结束了。那我要告诉各位的是愿意啊，有的是不愿意啊。他愿意为你做功德，我们都知道，地藏经讲，他得到千之一，对不对？那你何必不在你在生的时候，就去做好这种不错的工作呢？ 这张经典讲啊，我们文件助修生还，我们就有这样的一个平台，让我们能够种福田、修福报的这种因缘，对不对？我们每年这样的斋生、办斋生，慢慢的十几年来啊，我们连续也大，有时候力不从心，有时候甚至于，这种办不下去的感觉。院长每次跟我讲，语重心长。 因为我们这十几年来，院长每年花那么大的心血去东南亚开山，我跟了三次，我目睹整个再生的过程，那才是辛苦。可是多年来我不曾听过院长说啊好累，对不对？你愿意承担，你就面对这个问题，你能够接受，你能够去解决它、处理它，我们就会很欣慰。承蒙印度，满不是印度了。 电缆对不对？电缆的趋势上面很花心啊，提供了我们，而且这个很多的异国的风味，希望大家喜欢。我们也感恩我们的相机组啊，上面忙了好几天，昨天晚上也很烦了哈。感谢我们的相机组的这些技术大神们，同时呢，我每次看到在忙，就看到苏英啊，还有苏美啊、云庆啊、秋江啊。 甚至于双和香、买菜啊等等的，要感恩的很多，而且也感恩我们所有的知识大德，能够珍惜我们这样的一个平台，大家来共襄盛举，我们大家呢就能够共同来成就我们今天的大愿，感谢大家。马上要来共襄，那么龙母。好。 接下来是林总师，再来是妙吉师父、妙远师父、妙慈师父。我特别坚持，他们三位是他是我们的老师啊。书他写了《波罗多之有五本书》啊，我们从1016年开始讲三天见佛，讲完了2年，他都在讲这个第一本书的圣道四法。 现在在讲大悲心，大家有兴趣啊，开始来参加，还不晚了。因为大悲心经刚好我们从凡夫怎么去做，才能够成果，是道路。好，那我们礼拜四晚上呢，我们有禅宗看经的研讨会，有妙远师父，还有邓师傅来参观，我们会放心。好，妙公师，何静师。 等一下，好。
Dạ, cũng nhường gói cho Chư Tăng đó các nhà. Mỗi một nhóm chị em hoặc là Phật tử đang đo như vậy, người ta có nhóm với nhóm thì cũng nhiều người Chư Tăng thân. Một năm chỉ được cúng có một lần thôi.我们就随性了哈，好，大家跟着我念哈，功德。
tử hại. Công tử hại. Công tử hại. Công tử hại. Phổ tham công tử hại. Phổ tham công tử hại. Công tử hại công vô hở sanh. Công tử hại công vô hở sanh. Công tử hại công vô sư phụ. Công tử hại công vô sư phụ. Công tử hại công tô vô hở. Công tử hại công tô vô hở. Ông怕起来。再次哦，功德海中有师父，功德海中有师父，功德海中有谁？我。对啦，啊，所以呢，功德海中有福慧，功德海中有福慧，福慧我都在养成。福慧我都在养成，生生世世带着走，生生世世带着走。福慧双全成佛道，福慧双全成佛道。要谢谢谁？谢谢师父。会谢谢谁？谢谢师父。谢谢谁？谢谢师父。所以第一个谢谢僧团。问信，
三问信，恭送法师回辽。Ơi, tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ nha. Mấy bạn có gì đó thì cứ mấy bạn có gì đó làm.